Chào các bạn đến kênh xem một cách 24 giờ. Ngắm nhìn cái dòng Honda Rim FE độ hiếm thấy ở Việt Nam. Cái chiếc Rim FE là một dòng xe mới của Honda. Bóp kén của nó giống như cái chiếc Rim FE tại Việt Nam. Nhưng cái kiểu dáng hiện đại và phách cách hơn. Nhưng quan trọng nhất của xe được áp dụng là công nghệ phun xăng FE, giúp tiết kiệm xăng một cách là tối ưu cho cái dòng xe huyền thoại một thời này. Khoác cho mình một cái màu sơn xanh lục bảo, thanh nhã, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng cáp. Pha lẫn trong đó là những cái chi tiết đồ chơi nho nhỏ, giản đơn, tăng cái khả năng vận hành và lấp đầy những còn thiếu của một cái chiếc xe hãng. Trang bị cụm tay thắng tích hợp là bình dầu rời, một món đồ chơi combo khá là tiện lợi cho chủ xe trong việc là canh chỉnh và kiểm tra cái tình trạng dầu thắng trong suốt trong thời gian dùng. Kết hợp cùng với tay thắng CRC vàng tạo cái sự tinh tế riêng cho cái đầu xe. Còn cái chó đèn và xi nhan được phủ lớp carbon fiber tạo một điểm nhấn cho em nó. Ngay cái bình dầu nhìn kỹ tải được một cái cô Shelby 3 mà chủ nhân của nó đã trang bị thêm cho chiếc xe của mình để đo đạt những tính năng còn thiếu như giờ, nhiệt độ, bon mà đồng hồ zin thì không có. Ở dàn chân, chủ xe của nó dùng cái vỏ phục size 6 thay thế cho vỏ phục zin sản phẩm hơi là kén người chơi ở Việt Nam. Nhưng ở phía bên nước bạn thì được rất nhiều dòng xe quay 100i và Cupy sử dụng. Tiết kiệm đó là heo dầu Rainbow lực lớn 2 bế đá xứng được bắt vào vỏ thông qua một phát heo CNC và được đặt làm riêng để cấu tạo vỏ phục nói trên. Sử dụng cái đĩa của Gaffer có cái size là 260mm, đang được coi là một kích thước rất hợp lý cho những cái lực thắng cũng như cái độ thẩm mỹ của xe nhỏ. Cổ bồ và ống thông nhớt được làm bằng chất liệu tinh nhùm, chống cái tình trạng hoang rỉ và có độ bền rất cao, giảm nhiệt cũng nhanh. Quan trọng nhất là độ thẩm mỹ được đưa lên một cái hàng đầu. Nhược điểm duy nhất của cái chất liệu titan là giá thành hơi chát, khiến nhiều tay chơi xe còn phải suy nghĩ trước khi trang bị lên chiếc xe cưng. Phần cản sau cũng được gia công bằng chất liệu titan tạo một điểm nhấn vô cùng nổi bật. Khi xe nhìn từ phía sau, logo FE nguyên bản được thay thế bằng cái chữ Rim, được làm cách tân chất liệu tinh nhùm điện phân 7 màu. Cái dàn chân dùng cái niềng nhôm của PKK, một thương hiệu phải nói là khá lạ ở nước ta. Thì bản thân mình là thành viên ở cũng lần đầu tiên mới nhìn thấy cái bộ niềng cũng như cái tên gọi nó trên có một chiếc xe đậu ở Việt Nam. Suzuki Raider độ kiển phong cách Thái. Suzuki Raider là một dòng xe ưu tiên về phần tốc độ nên cái phần đầu rất nhỏ, lướt gió. Dòng xe này được gọi là Hyperbon, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu mẫu xe Unibon của nhà Honda Winner và Yamaha Exciter, cũng như những dòng xe khác. Chỉ cần vô số một món đồ chơi kiển, giản đơn, hầm hố, làm phong cách của nó trở nên chắc hơn. Vẫn giữ cho mình cái dàn áo nguyên thủy của nhà sản xuất với cái màu xanh đầy nó bọc. Yên được gọt bóng lại một cách của Thái, cái cản của CV. Dàn chân thì cứng cáp, niềng nhôm của Thái, cầm tròn, cái đùm X1R đĩa của Gaffer tích hợp với heo của Rainbow của KTM, ốc rô ti đẹp mắt như dòng Morin. Ba lái được trang bị LED L4 chợ sáng, ốc vàng và rô ti ở chân cơ đông. Các chân của Raider cấp nhôm DBS, cái đĩa nhôm Red Rail tích hợp cái sơn DAD. Cái đĩa của Gaffer tích hợp cái heo Rainbow KTM, nòng súng Levin Carbon vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.